múa chờ ngày con nước tràn đồng, âm nhạc Tiến Đạt Đức Trọng, biên đạo Hoàng Huy, biểu diễn đội múa ca cổ Hoài Sơn nhớ mãi ơn người, soạn giả Lê Quang, biểu diễn Thu Yến, tam ca Hồn Diệt, sáng tác Minh Châu, biểu diễn Thu Yến, Quý Vi, Thiên Kim, liên khúc Con Rồng Việt Nam, Việt Nam Mến Yêu, sáng tác Vi Nhật Tạo, Trần Thanh Tùng, biểu diễn toàn đội. Chương trình Ngàn Năm Văn Hiến của đơn vị trường trung học cơ sở thị trấn Núi Sập xin được phép bắt đầu. Thank you.
Thank you.
Con rồng Việt Nam là biểu tượng hào hùng, là linh khí của đất trời, cùng hòa vào dòng chảy bất diệt của dân tộc, kết tinh thành dòng chảy của thế hệ Việt. Xuyên suốt 4.000 năm qua, con rồng Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã viết lên bản hùng ca của thời đại, từ thời dân lan dựng nước cho đến thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ ngắm hoa. Tiếp bước truyền thống của cha ông, thế hệ chúng em hôm nay sẽ mãi giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc để xứng đáng là con cháu của đất Việt ngàn đời. Chương trình ngàn năm văn hiến của đơn vị trường Trung học Cơ sở Thị